năm 2020 đang dần khép lại để được xem là một năm đầy biến động, khó khăn. Nhưng bằng sự đoàn kết cùng khao khát mang đến cho khách hàng những giá trị khác biệt, chuyên nghiệp qua từng sản phẩm, dịch vụ, đẹp, độc, lạ, chất lượng cao cho ô tô, mà ô tô Hoàng Kim đã bước qua năm 2020 một cách trọn vẹn khi được đông đảo khách hàng, chủ xe lựa chọn là điểm đến để tân trang, làm đẹp cũng như nâng cấp cho ô tô. Vậy một năm đã qua, mọi người nhận xét gì về ô tô Hoàng Kim? Mời các bạn cùng đến với những chia sẻ ngay sau đây. Có bạn bè giới thiệu có Hoàng Kim nói chất lượng cũng tốt, dịch vụ tốt thì nên mình bữa nay mình lấy xe mình muốn tới Hoàng Kim tư vấn thêm. Thứ nhất là mình muốn làm cái biển số với lại tính dán cái đề can thử coi thử có lên cái logo nào nó hay không. Hôm nay đến đây dán đề can và đổi màu con xe Honda Civic này. Tôi trên YouTube cũng có mà bạn bè giới thiệu cũng có. Thì mấy năm qua thì tôi xài mấy chiếc xe, tôi đến đây cũng nhiều lần lắm. Nói chung là phụ kiện thì tất cả dán ốp này kia nọ nọ kia về dịch vụ đây cũng ok rồi, đầy đủ rồi tôi đến đây không. Trước khi đem xe thì mình đã theo dõi những cái kênh YouTube cho Hoàng Kim phát, thì mình cũng có tìm hiểu thì được biết bên Hoàng Kim làm việc rất là chuyên nghiệp, với lại cái đội ngũ nhân viên có tay nghề kỹ thuật. Cho nên nó mình quyết định là đem chiếc xe dù mới đem vô đây cho Hoàng Kim dán cho đổi đề can cho mình. Kỹ thuật ở đây làm việc rất là nhiệt tình, rất là chu đáo, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đi đến đâu ai cũng hỏi và rất là thích cái màu này, sẽ quay lại nữa. Và sẽ giới thiệu bạn bè đến để ủng hộ Hoàng Kim nhiều hơn. Nhân viên kỹ thuật ở đây giúp đỡ mình, trợ giúp mình những cái gì mình cần. Thì nhân viên phục vụ tốt, đẹp, ok. Thì nói chung gì vấn đề mà rồi hậu mãi luôn thì nó dùng là ở đây ok. Thì phục vụ thì cũng vui vẻ, tận tình. Okay. Đây là lần đầu tiên mình xài dịch vụ của Hoàng Kim luôn, mà mình cảm thấy ở chỗ này đáng tin cậy, uy tín thì mình sẽ tới một lần. Sự đồng hành, yêu mến và ủng hộ của khách hàng cũng như chủ xe chính là động lực vô cùng to lớn giúp ô tô Hoàng Kim tiếp tục cho ra đời nhiều dịch vụ chất chơi, đẳng cấp và có độ bền cao để có thể phục vụ mọi nhu cầu khách hàng nhanh chóng và chính xác nhất. Năm 2021 đang đến rất gần. Trong không khí hân hoan của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tập thể ô tô Hoàng Kim xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, chủ xe đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc quý khách hàng sẽ có một năm 2021 đầy niềm vui, sức khỏe, bình an và vạn sự như ý.